Vâng ạ, đây chính là tình trạng giãn mau mạch của chị Huệ trước khi đến với thẩm mỹ OIO. Với những cái búi giãn mau mạch, nó sẽ chạy dọc cái phần đùi xuống phần kheo chân. Trước đây chân chị xuất hiện những cái búi chằng chịt như những cái rễ cây ấy, nhìn trông rất là mất thẩm mỹ. Có những vệt xanh, này, tím này, trông không mặc được những váy ngắn xấu em ạ. Và chị Huệ ơi, bây giờ thì có lẽ là em mời chị đứng lên để chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng hiện tại của mình đang được cải thiện như thế nào ạ. Vâng ạ, chúng ta có thể nhìn thấy qua camera là so sánh rất là dễ dàng luôn. Tất cả những cái vùng giãn mau mạch là gần như là biến mất hoàn toàn rồi, trả lại một cái nền da nguyên bản như thế này ạ. Đó, và với đôi chân như thế này thì rất là nuột nà và khỏe mạnh đúng không chị? Gần như là đôi chân của hai người hoàn toàn khác nhau rồi. Đúng rồi em ạ. Đợt này nha, chị mặc hết những cái váy ngắn, thay đổi đồ hết. Chồng chị còn khen mà sao dạo này mặc xinh thế. Mình cũng rất là vui ý. Mà đặc biệt là công việc của mình cũng thuận lợi hơn, mình phục vụ khách được chu đáo hơn. Cho nên là thật sự là hài lòng em ạ. Khi mà mình điều trị ý, mà mình nhìn thấy luôn được kết quả thì mình rất là an tâm và cũng rất là vui mừng ý. Chị cũng không nghĩ là nó thành công như thế này. Thật sự là nếu mà ai mà nhìn chân chị như thế này, chắc chắn là mọi người sẽ hỏi là mình sẽ điều trị ở đâu và chị sẽ giới thiệu đến đây.